Xin chào, hôm nay thiên đình Apota đón các chàng táo. Từ Gamota rồi Kadata rồi Payasota, Apota này xếp hàng. Nào luôn phiên gì bọn chó ta nghe, một năm hơi cũ đã qua. Thưa hoàng, cả năm qua nhà Gamota có bao đổi mới. Ngoài game kinh dung cổ trai thì nay nhà em còn ra từ game rất tân thời. Ví dụ nào? Thì có đâu trường vinh quang ngao cả rồi còn có kiếm đông. Ngoài ra em đã open beta hàng loạt game, nói chung là cực phê. Survival Hero, giang hồ ngoài truyền mobile, thần mỹ nhất và còn cả tiếng duyên kiếp này. Sài Gòn team cũng rất hăng say, debut với game mobile thần khúc. Rồi hiền viên mobile thấp nhất Kiều Châu, tụi em quyết chí oanh tạc phần game. Dạo này anh cũng mau chơi game, thật là xuất sắc, anh cho một tip. Nếu mà muốn chạy game chơi game online thứ lừa bừa phứa, đừng quên nhờ Kadata của tôi mà méo toàn dân nhà ta mới ngon đời. Đúng rồi, ngoài cả cờ lão MC em xin tự hào khoe với các anh dịch vụ cờ lão PS theo giờ được cho ra mắt tháng 7 vừa qua. Nhà nhà sung sướng với dịch vụ thật healthy, vừa tiết kiệm mà hiệu quả thì lại tối ưu. Enzo ta cũng chất cho nhà, trở thành đối tác với cả TikTok. Dù OTA nên qua mấy quen nhiều mà đã tổ chức ba sự kiện to. Sắp tới sang tên mới là DGS Agency. Chẳng có sợ chi, xông lên, chẳng có sợ chi, xông lên, chẳng có sợ chi, xông lên, chẳng có sợ chi, xông lên. 5 MP bộ thu, 4 triệu người tham gia dùng ví này. Giờ anh mà đi cà phê cộng cũng nhìn thấy wifi của đội quay phủ sóng này. À em đang có mở bán cả khóa thông minh, khóa đẹp hơn cả mấy minh tinh. Thời đại nào còn dùng khóa cơ hả mình? Lịch như ý ai ai cũng thích, game thể thao eSports cầm trịnh. Mở tờ taxi, báo công xịn, cũng lại còn tài trợ bao chương trình cũng rất xịn nha. Tìm mà bộ ta đỉnh quá mà. Rồi, rất là mê mẩn em nội. Như nào vậy? Cảm xúc gì không? Em đúng là chỉ hoa 18 không?